cướp tim con trâu. Mệt mỏi quá, nghe con mới sinh chưa được bao lâu lại đúng lúc phải đi cày, chuẩn bị cho vụ mùa mới rồi. Lu, lại đây, ngoan lắm. Ngoan quá. Mình thì chuẩn bị đi cày, còn chưa được gì vào bụng thì chứ. Còn chó ở nhà chơi đùa cả ngày thì được cho ăn ngon. Đúng là cái đồ chỉ giỏi xu nịnh, chả được tích sự gì. Vậy ra đồng làm việc nào. Mẹ, mẹ ơi. Con chịu khó ở nhà, mẹ ra đồng làm việc thật nhanh, rồi mẹ về với con nhé. Đồ vô tích sự, cả ngày chỉ nằm chơi. Đi, đi, tắt, ho. Đi nhanh nào, còn đứng ngay ra đó. Mình làm mệt mỏi còn bị đánh đau. Đâu như con chó trắng kia, cả ngày chỉ biết vui đùa, chạy nhảy, thật là bất công. Thôi, nắng rồi, về thôi. Chào cô Trâu, hôm nay cô được nghỉ sớm thế. Không dám. Chào anh chó, tôi phải đi làm ngoài đồng, chứ nào có được ở nhà chơi đùa, nghỉ ngơi như anh đâu. Nắng lên đến đỉnh đầu, anh còn muốn tôi làm việc đến ngất ra đấy à. Ờ, kìa, sao cô lại nói thế? Chúng ta ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình mà. Nhiệm vụ riêng? Thôi đi, anh là cái đồ vô tích sự thì có. Cả ngày chỉ biết ăn với nằm. Nhiệm vụ gì mà nhiệm vụ? Ờ, cô, sao cô lại nói... Anh đi đi, cho tôi còn nghỉ ngơi nữa. À, sao cô lại mạnh chân với tôi thế? Ôi, chân tôi. Cho đáng đời cái đồ vô tích sự. Thôi, nằm nghỉ một lát, chiều còn đi làm đồng nữa. Mẹ, mẹ đã về. Ừ, con ngoan, con nhớ mẹ lắm đúng không? Dạ. Mày dám làm thế à? Mẹ, mẹ ơi, cứu con với. Ôi, con ơi, con ơi. Im ngay, mày muốn chết không hả? Trộm, có trộm. Chuồn thôi. Con ơi, con ơi. Mẹ ơi, con sợ quá. May mà có bác chó giúp. Mấy ngày sau. Anh chó trắng, tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ với anh hôm trước. Không có anh thì mẹ con tôi... Không có gì chị ơi. Chúng ta được con người nuôi vì đều có nhiệm vụ riêng. Chị phải cày bừa trên cánh đồng, nhưng tối đến được nghỉ ngơi. Còn tôi thì ban ngày được thảnh thơi, nhưng mà ban đêm đến phải canh giấc ngủ cho mọi người. Đó là nhiệm vụ của tôi, chị không phải ai nấy. Đúng là tôi vô tâm quá à. Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình thôi. Hóa ra ai cũng có công việc riêng của mình. Tôi một lần nữa tôi xin lỗi anh vì đã nói những lời xúc phạm đến anh. Tôi không để bụng đâu. Chúng ta đều là thành viên trong gia đình này, nên cần yêu thương bảo vệ lẫn nhau chị ạ. Vị giáo sư và người mẹ trẻ. Em chào thầy, xin lỗi em tới muộn. John, tại sao ngày nào tôi cũng thấy em đến muộn vậy? Em có biết điều đó ảnh hưởng đến lớp như thế nào không? Thôi, em vào ngay đi. Dạ. Dì Selena không chịu trông bé à? Ừ, tôi phải năn nỉ mãi, chẳng biết làm sao. Tớ đi trước nha. Ừ, cậu về đón con bé sớm đi, kẻo nó mong. Này, Jun,
Run. Nào con gái, mẹ đây mà. Mẹ, mẹ. Mẹ thương, mẹ thương, mẹ về với con rồi đây. Cô phải tìm người giúp việc, hoặc là thuê ai đó trông con bé đi. Tôi không trông được nữa đâu, nó khóc quá à. Khiến tôi muốn nổ tung cái đầu luôn, thiệt là phiền phức quá đi. Dì Selena, mong dì hãy giúp con. Dì xem, con còn đi học, làm sao con có tiền để thuê người giúp việc được chứ? Nếu bố mẹ con còn sống, thì con sẽ không khiến dì vất vả thế này. Thế còn bố con bé thì sao? Chẳng phải cậu ta cũng cần phải có trách nhiệm chứ? Tốt nhất là cô nên giao con bé cho bố nó. Không, nó là con của con. Vì vậy, con sẽ chẳng để ai lấy nó đi được. Con đi nghe dì. Con gái yêu, bây giờ mẹ con ta tới chỗ làm luôn nhé. Chẳng phải là Jun đó sao? Cô ta đi đâu thế nhỉ? Jun, cô đến bàn số 15 hỏi khách dùng gì nhé. Vâng. Dạ, ông dùng gì ạ? Em chào thầy. Ừ, cho tôi một cà phê và một suất hamburger bò nhé. Dạ, thầy chờ chút. Tôi khá ngạc nhiên vì ông nhận Jun vào làm. Cô ấy quá bận rộn với đứa bé. Liệu cô ấy có làm tốt với công việc mà ông giao? Quả thật là lúc đầu tôi có ái ngại khi thấy Jun đến xin việc. Nhưng sau khi nghe qua về hoàn cảnh của cô bé, tôi lại quyết định tạo điều kiện để cô ấy có thể làm việc ở đây. Việc điều đứa bé trên lưng không khiến Jun mệt mỏi. Trái lại, ông nhìn xem, điều đó khiến Jun cảm thấy vui vẻ vì được gần con hơn. Dạ, thưa thầy. Jun, thầy nghĩ là ngày mai em hãy đưa con gái tới lớp, thầy sẽ không cảm thấy có điều gì phiền cả. Dạ em cảm ơn thầy, nhưng mà... Thế nhé, và tôi không muốn thấy em đến lớp trễ như mọi ngày nữa. Con gái của mẹ, vậy là thầy thương và thông cảm với mẹ con mình đó. Mẹ con mình sẽ cùng cố gắng nha. Cha mẹ và người yêu. Rạng rỡ hơn ba nó cho coi. Chưa tốt nghiệp mà đã có hai công ty lớn mời nó về làm rồi đấy. Anh về nhé. Ừ, tạm biệt. Con chào ba mẹ. Lan, ai vừa đưa con về nhà vậy? Mẹ, anh ấy là bạn trai của con mẹ à. Lan, con nói sao? Con có bạn trai rồi à? Từ bao giờ vậy? Dạ, một thời gian rồi ạ. Con cũng định sắp tới dẫn anh ấy về ra mắt bố mẹ. Thế nó làm gì? Nhà ở đâu? Dạ, anh ấy là công nhân ở khu công nghiệp S2 ở gần đây bố ạ. Nhà ở miền Tây. Lan, bố mẹ không đồng ý. Bố còn chưa biết anh ấy là người như thế nào mà. Đúng, nhưng bây giờ chưa phải lúc con à. Con còn quá trẻ, có thể chỉ là sự bồng bột. Con còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước. Còn cậu ta thì đợi sau này khi nào con ra trường, công việc ổn định, đến lúc đó con yêu rồi kết hôn là hợp lý nhất. Con cũng định như thế, nhưng tình cờ mà con gặp rồi yêu anh Tuấn. Bố chấp nhận cho con đi bố. Không yêu đương gì hết. Bố mẹ, vừa yêu anh ấy, con vẫn có thể hoàn thành tốt được việc học cơ mà. Không được cãi lời bố mẹ như thế. Bố mẹ cho con ăn học, không phải để con cãi lại như thế, nghe rõ chưa? Nhưng mà con yêu anh ấy, con không thể rời xa anh ấy. Con dám nói với bố như thế hả Lan? Thế nào là không thể rời xa? Vậy thì tùy con lựa chọn. Nếu đi theo nó thì con đừng có về đây nữa. Bố, hai bố con bình tĩnh đã nào. Bình tĩnh làm sao được? Con cái lớn rồi, không coi bố
mẹ ra gì nữa, xem nó có dám đi đâu ra khỏi cái nhà này hay không. Ông Lan ơi, bà cứ để nó đi, ra ngoài mới biết không ai thương nó bằng bố mẹ, rồi sẽ tự về thôi. Lan, có chuyện gì thế em? Bố mẹ không đồng ý chuyện của chúng mình, còn nói những điều khó nghe. Tại sao bố mẹ lại tàn nhẫn như vậy? Bình tĩnh nào em, rồi từ từ sẽ có cách giải quyết thôi mà. Ba mẹ đâu có hiểu em cơ chứ. Thật ra cũng bởi ba mẹ thương em, lo cho em nên mới nói thế thôi. Em cần phải thật bình tĩnh vào nhé. Lại còn thêm anh nữa. Một người luôn đặt nhiều hy vọng vào con cái như ba mẹ em, làm như thế cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Em nghe điện thoại đi, mẹ chắc đang lo lắng cho em lắm đấy. Em không nghe, em thấy mệt mỏi quá rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa, cũng đã tối rồi. Em chắc cũng đã đói, về nhà anh để anh làm gì cho em ăn vậy? Lan, em ăn đi, từ sáng tới giờ chưa ăn gì rồi. Em không muốn ăn tí nào. Thôi nào em, có thế nào thì vẫn phải ăn chứ. Ăn đi em. Em đừng buồn quá, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Cảm ơn anh. Có gì mà phải cảm ơn anh chứ. Vì anh đã đón em lúc em đang chán nản, đã nấu cho em ăn, an ủi em. Đúng là chỉ có anh là người thương em nhất. Thế còn ba mẹ em, em có nhớ ba mẹ đã nấu cho em ăn bao nhiêu bữa cơm ngon không? Em có nhớ ba mẹ đã bao lần dỗ dành, vỗ về em không? Em có nhớ đã bao lần ba mẹ đón đưa em tới trường bất kể mưa nắng, hay hồi hộp suốt đêm không ngủ được vì hôm sau em sắp tham gia một cuộc thi quan trọng không? Em là ba mẹ, nếu có nặng lời trách mắng con cái dù chưa đúng, nhưng cũng xuất phát từ nỗi lo cho em. Nhưng anh không trong hoàn cảnh như em, anh không hiểu được. Anh ước gì mình được ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng chẳng thể nào, vì ba mẹ anh đâu còn. Em xin lỗi đã gợi lại nỗi đau của anh. Không sao, anh không muốn vì anh mà em cư xử với ba mẹ như vậy, làm ba mẹ buồn như vậy. Em bỏ nhà vì anh, anh thấy mình thật chẳng ra gì cả. Anh đừng nghĩ như vậy, anh là người rất tốt. Vậy em hãy nghe lời anh, Lan à. Vẫn không có tin tức gì của con Lan ông à. Đấy, tôi đã nói rồi, ông cứ bảo để nó đi, bây giờ nó đi thật rồi đó. Bà làm gì mà loạn lên thế, mới có mấy tiếng đồng hồ. Con với chả cái, ương bướng quá thể, bảo đi là đi luôn. Nhưng giờ khuya khoắt thế này, nó biết đi đâu. Bố, mẹ. Cháu chào hai bác ạ. Lan, con. Lan, ơn trời, may quá, con về rồi. Bố, mẹ, con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ lo lắng. Anh Tuấn đã giúp con hiểu ra là mình thật tệ, mình không bằng một đứa trẻ. Cháu xin lỗi hai bác, chỉ vì cháu mà... Không, thật ra hôm nay cháu đưa con bé về an toàn là hai bác đã rất cảm ơn cháu rồi. Vậy hai bác và Lan nghỉ ngơi đi, cháu xin phép về ạ. À? Này cháu, bác nghe nói cháu làm ở gần đây, có thời gian rảnh á thì qua đây chơi với em và hai bác nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Phiên tòa cổ tích. Khắp siêu thị đó. Thật hả? Tôi biết ngay mà, giả vờ nhận con nuôi, thật ra là bắt con bé chụp ảnh với đóng quảng cáo sản phẩm miễn phí thôi à. Lúc nào trước mặt mọi người cũng tỏ ra yêu quý cưng nựng con bé, mọi người tưởng thật đổ xô đến siêu thị mà ủng hộ. Mấy tháng nay cửa hàng tôi vắng hoe, bán ế lắm ấy, tức thật. Dùng trẻ con để kinh doanh nè, đáng ghét. Chào anh chị em, tôi là Billy, nhân viên xã hội. Tôi vào được chứ? Hai mẹ con lên tầng nha, bà có khách. Chúng tôi có nhận được đơn tố cáo anh chị đang lạm dụng sức lao động của trẻ em. Ở đây chính là Anna. Ai vậy? Sao lại ác ý thế? Chúng tôi yêu thương Anna còn không hết, sao có chuyện lợi dụng sức lao động con bé chứ? Chính chúng tôi cũng bất ngờ, vì theo nhiều nguồn tin thì Anna sống ở đây rất ổn, nhưng vì công việc có tố cáo thì phải giải quyết. Hai anh chị thu xếp thời gian để lên tòa án nha. Thật vô lý, tôi không đi đâu hết, cả Anna và Sully cũng vậy.
Chúng tôi không làm gì sai, không phải đối chất với ai hết. Các người đừng hòng mang con bé đi đâu. Xin anh hết sức bình tĩnh, có thể là do hiểu lầm. Nếu không có khuất tất gì, thì sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ thôi mà. Vấn đề là Anna, khó khăn lắm chúng tôi mới giúp con bé quên đi phần nào những ngày tháng ám ảnh ở trại trẻ. Giờ vài bữa là dắt con bé lên đối chất, nghe những lời cáo buộc vô căn cứ về gia đình mới của nó ư? Thật tàn nhẫn. Anh có nghĩ Anna sẽ bị tổn thương thế nào không? Con bé sẽ nghĩ mình sắp bị bỏ rơi, nó sẽ không thể nào chịu được. Tôi rất tiếc, nhưng đó là công việc, không còn cách nào khác. Chào anh. Tôi thật lòng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Con bé đang rất ổn, cả về sức khỏe và tinh thần. Chúng tôi đang cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Anna. Mong anh hết sức bình tĩnh và phối hợp. Tôi ở đây để giúp vợ chồng anh thực thi công lý. Ba người buộc phải tham gia vào buổi điều trần. Làm ơn đừng làm vậy. Con bé đã phải trải qua quá nhiều phiên tòa tranh chấp trước đây rồi. Tôi sợ... Tôi rất tiếc, nhưng đó là quy định rồi. Cần lấy lời khai của con bé nữa. Anh hãy chuẩn bị tinh thần cho cô bé nhé. Ước gì có một phép màu, đừng bắt Anna đau khổ thêm nữa. Hai mẹ con chơi gì vui thế? Ba nhìn nè, con đang hóa trang cho mẹ thành công chúa. Còn con đóng phù thủy hắc ám. Ôi, phù thủy tối cao. Xin người đừng làm hại công chúa Julie. Công chúa ư? Đúng rồi, mình sẽ biến nó thành phiên tòa cổ tích. Sao lại đến tòa làm gì hả ba? Mình không đi siêu thị nữa à? Công chúa nhỏ, nghe bà nói này, con có sợ các phù thủy không? Dạ không, con không sợ, vì có ba mẹ rồi. Ba mẹ là đức vua và hoàng hậu siêu phàm mà. Đúng rồi con, nhớ nha. Dù các phù thủy xấu xa đến đâu, con cũng phải cứng rắn, mạnh mẽ, chống lại họ. Và nhớ rằng ba mẹ luôn bên con, nhớ chưa? Ôi trời ơi, còn có cả bà tiên nữa. Công chúa Anna bé nhỏ, hôm nay công chúa có khỏe không? Dạ, rất khỏe ạ. Sáng nay hoàng hậu Julie đã làm một chiếc bánh dâu rất ngon. Còn đức vua James đã cùng cháu đi hái nấm để nấu súp. Cháu đã phải ăn thật nhanh để còn kịp đến đây ạ. Chà, đúng là một thiên đường. Trái với những gì mà bức thư kỳ lạ này viết, họ nói công chúa Anna đang phải làm việc vất vả và không hề hạnh phúc. Cháu nghĩ sao? Họ chính là phù thủy đấy thưa tiên bà. Bà biết không, các phù thủy xấu xa luôn muốn lấy đi phép thuật của cháu. Wow, họ thật là quyền lực. Công chúa Anna có phép thuật gì mà các phù thủy rình rập ghê thế? Cháu có nụ cười màu nhiệm, hoàng hậu bảo mỗi lần cháu cười là một nỗi buồn của hoàng hậu bay đi. Ồ, nụ cười này có sức mạnh ghê gớm thật. Tất nhiên là thế rồi ạ. Bà biết không, cháu còn xin với hoàng hậu in ảnh của mình dán khắp siêu thị để phép màu đến được với tất cả mọi người. Anna, con hỏi cuối nhé. Cháu có muốn chuyển đến một cung điện khác thật đẹp ở một vương quốc mới không? Thật ạ? Tuyệt quá, cháu rất thích phiêu lưu. Bà hãy ban cho cháu một cỗ xe ngựa có cánh nhé. Một mình cháu mà cần cả một cỗ xe ư? Cháu sẽ chở cả đức vua và hoàng hậu đi nữa. Như vậy cháu sẽ không thấy nhớ nhà. Có đức vua hoàng hậu là đủ rồi. Ừ, ta hiểu rồi. Cảm ơn công chúa Anna. Ta sẽ gửi tối hậu thư đến phù thủy xấu xa và nghiêm trị họ. Phiên tòa tiếp theo là bao giờ thưa thẩm phán? Có phải đối chất với bị đơn nữa không ạ? Không thêm phiên nào nữa đâu. Kết thúc thôi. Anna đã giải cứu cho đức vua và hoàng hậu rồi đó. Hai người về đi. Cảm ơn bà. Thật lòng rất cảm ơn bà đã đồng ý làm việc này cùng chúng tôi. Tôi cũng muốn làm bà tiên hiền hậu trong truyện cổ tích mà. Và giống như trong truyện cổ tích, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Kẻ trộm sữa. Tôi là một nhân viên tại một siêu thị nhỏ. Sáng sáng mở cửa hàng bán cho khách, tối muộn tôi đóng cửa và dọn vệ sinh. Mọi ngày đều trôi qua như vậy, cho tới một ngày. Bọn trẻ làm gì ở đấy nhỉ? Bọn trẻ ăn chung một cái bánh mì làm sao no được? Để các em, về nhau ăn đi. Ôi, bánh mì.
Sữa, một chai sữa thật to. Uống lâu thế, nhanh lên. Em đừng giục, để cậu ấy uống bình tĩnh đi. Ơ, đứng lại, trả sữa đây, trả sữa đây. Thằng bé đã trộm hết sữa của tụi mình rồi. Đồ tham lam, thật đáng ghét. Thằng nhóc ấy chạy nhanh thế không biết. Của chị hết 251.000 ạ. Xin cảm ơn quý khách. Bánh hơi cứng nhưng vẫn ăn được. Đó là bánh làm sáng nay đó. Bánh ngon quá. Đây có phải là bánh sô-cô-la không? Và đây... Hơi sữa. Em bé hôm qua không tới nữa nhỉ? Ơi, dừng lại. Lần này đừng hòng giải thoát. Các em ơi, đừng đuổi nữa. Bắt được kẻ trộm sữa rồi. Cho nó một trận. Đồ ích kỷ. Sao cậu trộm sữa của mọi người? Sữa này là cho tất cả mọi người mà. Mọi người đều được uống rồi mà. Mọi người còn ăn cả bánh mì nữa. Những chú mèo này cũng mồ côi cha mẹ như chúng ta. Nhưng chúng chỉ uống được sữa thôi. Em lấy sữa đem về cho chúng. Lần sau em cứ nói rõ câu chuyện ra nhé. Anh tin các bạn sẵn sàng chia sẻ với những chú mèo mà. Em xin lỗi. Em đúng là một đứa trẻ có trái tim nhân hậu. Từ mai anh sẽ mua 2 chai sữa, 1 chai cho các bạn và 1 chai cho lũ mèo. Ấy thật ạ, em cảm ơn anh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.